Cô gái này là một tân binh của tổ chức tình báo Anh, với vai trò là hacker hỗ trợ cho đồng đội. Trong một lần làm nhiệm vụ theo dõi, cả nhóm đang thư giãn gần cốt thì bị tập kích bất ngờ. Tất cả mọi thành viên ra sức chiến đấu để yểm trợ cho cô chạy thoát, thế nhưng không thể bỏ mặc đồng đội, cô quay lại bung lụa hết sức để cứu bọn họ. Khác hẳn với cô nàng nhút nhát hàng ngày, cô thể hiện trình độ cao thủ thách đấu của mình, khiến đồng bọn trố mắt kinh ngạc. Không những thế, dân tổ lái còn phải gọi cô bằng cụ, khi lái con xe góc mà cứ như vọc xe đua, chẳng mấy chốc mà lật ngược thế cơ. Thế nhưng, hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác. Ngay sau khi thoát chết, một thành viên trong đội bất ngờ rút súng bắn tèo đồng đội, rồi dí thẳng vào mặt cô gái. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô gái này là ai? Và cậu trai này là kẻ nào? Bí mật kinh thiên gì đang được ẩn giấu đằng sau? Mời các bạn hãy cùng nhau theo dõi bộ phim này nhé! Tại đỉnh núi Alpine phủ đầy tuyết trắng ở nước Ý, Cục Tình báo Vương quốc Anh MI6 mò qua tận đây thực hiện chiến dịch úp sọt Malvani, tên trùm buôn vũ khí bị truy nã gắt gao nhất châu Âu. Hắn rất cẩn thận và hiếm khi xuất hiện tại nơi đông người, nhưng hiện hắn đang có mặt tại một khu nghỉ dưỡng để ăn thua với nhà cái uy tín hàng đầu châu Âu. Nhiệm vụ lần này có sự tham gia của một tấm chiếu mới, Rachel Stone, một hacker chuyên nghiệp nhưng chưa hề có kinh nghiệm thực chiến trong vai trò đặc vụ. Để trà trộn vào sòng bài bí mật, Rachel được giao cho nhiệm vụ hack vào máy chủ. Tuy nhiên do chưa đóng tiền mạng nên đang hack giờ thì mất kết nối. Bọn chúng vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận nên chỉ dùng mạng nội bộ. Cô phải truy cập thông qua người có sẵn trong hệ thống. Rachel đề nghị tiếp cận tên trưởng ban an ninh để hack vào máy hắn, nhưng phải đến gần khoảng 10 bước chân. Việc này quá nguy hiểm, không thích hợp với tấm chiếu mới như cô. Tuy nhiên ông trùm đã đi vào. Nếu không nhanh chóng họ sẽ tuột mất cơ hội, không còn cách nào khác, bọn họ phải đồng ý với kế hoạch này. Vậy là lần đầu tập tành làm đặc vụ mà Rachel đã bước chân vào thực địa. Cô ngồi vào bàn chơi bầu cua tôm cá, sau khi tên chọc đến gần cô 10 bước chân, Bailey trên xe nháy máy cho hắn tức chơi. Rachel nhân cơ hội kết nối và hack vào hệ thống. Lúc này tên hói đã ngửi thấy điều gì đó khả nghi và tiến dần về phía Rachel. Đồng đội lo lắng cảnh báo cô hãy tránh mặt. Tuy nhiên cô vẫn ở lại và bảo tên trưởng ban an ninh rằng mình chỉ biết chơi tiến lên miền Nam. Vậy là hắn hướng dẫn tận tình, giúp Rachel nhân 4 số tiền trong một nốt nhạc. Nhân viên thế này thì xứng đáng trừ lương. Sau khi hack thành công, Rachel đã đưa mặt cả hai vào danh sách khách mời đặc biệt, giúp cả hai dễ dàng thâm nhập vào trong tầng hầm bí mật, nơi các nhân vật sừng sỏ đang tham gia cược mạng. Đúng vậy, bằng cách nào đó, bọn chúng đã xâm nhập vào hệ thống của quân đội và phát livestream chiến dịch quân sự của thủy quân lục túi, để cá cược xem có bao nhiêu người sẽ chết. Chị đẹp Yang lúc này lấy trong túi ra một ống thuốc gây đau tim. Bailey bên ngoài khởi động sẵn xe cấp cứu chuẩn bị cứu người đi. Tuy nhiên do cái xi lanh tiêm lợn quá to nên đã bị phát hiện. Một nhiệm vụ lén lút bỗng dưng chuyển thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Tên trùm theo đám đông tẩu thoát. Chị đẹp hùng hổ lao đến bị nện cho lún tường. Cơ mà chị đây là bà thím của vua lì đòn. Nhanh chóng hành mấy tay bảo vệ ra bã. Parker theo chỉ dẫn của Rachel đuổi theo vị trí của Malvani. Anh đeo lên quả kính râm vừa mua ở vỉa hè để khi Rachel tắt điện thì nhìn cho rõ. Mấy tên cận vệ lập tức toi mạng và ông trùm bị Parker tóm gọn trong một nốt nhạc. Bailey lập tức khởi động xe đến nhận gói hàng. Mọi chuyện đang thuận lợi thì kênh liên lạc của họ phát ra một tiếng inh tai, sau đó vang lên giọng của một cô gái bí ẩn. Rachel nhìn quanh, phát hiện một cô gái nâng ly và nhìn chằm chằm về phía mình, biết rằng cô ta chính là người đã xâm nhập vào kênh liên lạc, nhưng cô không thể làm gì, bọn họ đành ngắt liên lạc và thực hiện phương án khác. Parker đưa tên trùm vào xe cáp đem xuống dưới trước. Hắn rất bướng nên bị anh tương cho liên tục. Sau khi ra ngoài, Yang nhận thấy có rất nhiều đàn em của Malvani đang tiến đến trạm dưới của cáp treo. Không thể để Parker chui đầu vào giọ, họ cần phải xuống đó ngay lập tức. Bailey phi con xe cứu thương đến đón hai người đẹp, nhưng Rachel bị trượt chân bong gân tòe khớp nên bảo bọn họ hãy đi trước. Ngay sau khi Yang và Bailey rời khỏi, cô đã lập tức đứng dậy rồi đeo lên một thiết bị vô cùng đặc biệt. Lúc này, danh tính của Rachel Stone mới thực sự được tiết lộ. Thực ra cô là một đặc vụ tình báo làm cho một cơ quan bí mật tên là Charter, với biệt hiệu là 9 cơ, được cài cắm nằm vùng tại MI6. Theo tính toán của siêu máy tính, nhóm đặc vụ sẽ không kịp xuống núi cứu Parker. 9 cơ buộc phải ra tay giải cứu, nhưng vẫn không được làm lộ vỏ bọc của mình. Theo chỉ dẫn từ kính áp tròng công nghệ cao, 9 cơ nhảy xuống vách núi, xin nhẹ cái dù gần đó và bay theo lộ trình đã được AI vạch sẵn. Bọn đàn em đã đến trạm cáp treo, cô cần di chuyển nhanh hơn nên đã rẽ qua con đường tắt nguy hiểm. Tuy dễ dàng vượt qua vách núi hiểm trở bằng kỹ năng thượng thừa, nhưng cô lại bị vướng phải sợi dây phơi quần áo. 9 cơ nhanh chóng cắt dù, dùng chính đoạn dây bị vướng để trượt theo sợi cáp, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng phía trước một đoàn xe trượt tuyết. Một anh chàng nhìn thấy nên chạy tới trợ giúp, hơn nữa anh ta còn tốt bụng để cho cô mượn con xe của mình mà không hề than vãn một lời. Bên trong cáp treo, vì bị pháo hoa làm lóa mắt, Malvani nhân cơ hội thoát khỏi khống chế của Parker, hai bên tận dụng mọi thứ bên trong để làm vũ khí. Phía dưới, đội đón tiếp đã phát hiện điều bất thường, bọn chúng đều là những tay súng chuyên nghiệp, lập tức lên đồ và giương súng ngắm về phía Parker. Ông chủ đang vật lộn bên trong, mà bọn này dám tự tin khai hỏa vào cáp treo, tưởng là bắn ghê ghê, nhưng lại quê một cục. Tính lên đạn làm phát thứ hai, thì 9 cơ bất ngờ lao đến từ bên trên, phi thẳng con xe vào mồm hắn. Cú va chạm khiến cô bị thương khắp người.
Tuy nhiên, với kỹ năng của một siêu đặc vụ cùng sự hỗ trợ của công nghệ vô cùng tân tiến, 9 cờ bật hack nhìn xuyên tường dễ dàng hạ gục mấy tay sát thủ chuyên nghiệp trong một nốt nhạc. Một lúc sau, Yang và Bailey cuối cùng cũng đến nơi. Tất nhiên là không thấy tăm hơi của đội bảo vệ Malvani ở đâu, bởi vì 9 cờ đã dọn dẹp sạch sẽ và trốn vào một góc, không có thời gian để thắc mắc. Cả bọn phải nhanh chóng tóm ông trùm về đồn. Nhưng đang áp giải thì ông ta đột nhiên sùi bọt rồi lăn đùng ra chết. Vậy là tốn bao công sức lại coi như bỏ. Nhiệm vụ bung bét hết cả, khiến người ý giận sôi cả máu, vì đám người anh chạy lông nhông, lộng hành trên đất của họ. Hy vọng lợi dụng Malvani cũng tiêu tan, đã thế lớp an ninh cao nhất của quân đội còn bị bẻ khóa, cả bọn bị ông xếp mắng cho té tát. Tối đó bọn họ đến quán bia để uống mừng nhiệm vụ đầu tiên của Rachel. Bọn họ nói chuyện về cô gái đã gián đoạn nhiệm vụ của mình. Bailey đoán rằng cô ta thuộc Charter, một tổ chức có những đặc vụ tinh nhuệ nhất. Hoạt động độc lập không phụ thuộc quốc gia nào, với mục đích duy trì hòa bình trong một thế giới rối ren. Nhưng những người còn lại cho rằng, có thể đó chỉ là một thuyết âm mưu, sự tồn tại của tổ chức này vẫn còn là bí ẩn. Rachel nghe cũng chỉ biết ngồi cười trừ, rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Cô quay về căn hộ của mình để xem lại hình ảnh cô gái kia từ camera giám sát. Ngày hôm sau, 9 cơ đến trụ sở bí mật của Charter. Cô đến căn phòng giả lập gặp cấp trên là Nomad. Nhờ sự trợ giúp của siêu trí tuệ nhân tạo hoàn hảo, quân cơ, họ nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái bí ẩn, Kia Dawan, 22 tuổi, một thần đồng tin học người Ấn Độ, được một tỷ phú phát hiện tài năng và đem về nuôi nấng, và rồi cô ta biến mất không để lại dấu vết. Sau khi cả hai nổ ra xích mích, họ phỏng đoán Kia lập ra sòng bạc máu, vì biết Malvani nghiện cờ bạc, cô ta dùng nó để dụ hắn đến, vì hắn biết đến một loại vũ khí không tưởng, một máy tính lượng tử tinh vi có thể hack được bất cứ thứ gì, chính là quân cơ. Quân cơ dự đoán Kia đang đến Lisbon, Bồ Đào Nha, để dự một buổi khai trương quán bar. Nomad dự định sẽ lộ thông tin cho MI6 để họ có thể bắt giữ cô ta. Tuy nhiên 9 cơ lại cảm thấy có gì đó không ổn, lỡ như quân cơ cũng đang không biết mình bị cô ta lừa. Ý kiến này lập tức bị bỏ qua, vì Jack và Nomad tin tưởng vào những con số. Nomad sau đó cảnh báo 9 cơ, đừng có kết thân với đội MI6, bất kỳ là mối quan hệ nào sẽ đều có thể ảnh hưởng đến sự bí mật của tổ chức. Nhưng 9 cơ trấn an rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Ngay tối hôm đó, 9 cơ tìm cách giải tin nhắn đến địa chỉ IP Kia từng sử dụng để dụ cô ta. Không ngoài dự đoán, cô ta đã liên lạc lại. Tuy nhiên sau khi hỏi cô ta muốn gì thì chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ. Ngày hôm sau, Rachel và nhóm đặc vụ đến Bồ Đào Nha tìm một căn nhà bên cạnh quán bar để làm nơi trú ẩn, để không khí bớt căng thẳng. Cả đội bật Vinahouse lên rồi bắt đầu quẩy cùng nhau. Trong khi đang nhảy múa vui vẻ thì họ bị tập kích bằng một quả bom choáng, khiến Parker ngất trên cành quất vì anh ta gần nhất. Sau đó một nhóm 6 sát thủ bắt đầu phá cửa tiến vào căn nhà và lập tức nổ súng. Bailey và Yang chiến đấu chống lại kẻ địch để đánh lạc hướng bọn chúng khỏi Rachel. Yang bảo cô hãy trốn đi để bảo toàn tính mạng. Theo chỉ dẫn của quân cơ, cô chỉ cần nhảy qua cửa sổ là trốn thoát. Nhưng nhìn tỷ lệ sống sót của những đồng đội mới này bằng không, Rachel không đành lòng. Cô lập tức ngắt liên lạc với sở chỉ huy rồi quay trở lại bên trong. Mặc kệ việc mình có thể lộ danh tính, 9 cơ bung hết sức mình để cứu đồng bọn. Cô dùng kỹ năng siêu đẳng của mình hạ gục từng tên một, rồi nhảy sổ vào tên cầm đầu để cứu chị đẹp Yang. Yang và Bailey mắt chữ A mồm chữ O khi thấy kỹ năng chiến đấu điêu luyện của Rachel. Chẳng mấy chốc, một mình cô đã hạ gục tất cả bọn chúng. Không còn nhiều thời gian, quân địch kéo đến ngày càng đông, cả bọn đưa nhau đi trốn. Khi đến gần chiếc xe tải thì Bailey bị một tên bắn trúng. Rachel lập tức khống chế cướp súng, dọa tên cầm đầu khiến hắn phải bắt người dân làm lá chắn. Bailey dính đạn không lái được, nên Rachel phải ngồi lên ghế lái, làm cả bọn kinh ngạc hơn nữa khi cô thể hiện kỹ năng lái xe đỉnh của chóp. Xe tải mặt rip dê đuôi cứ như xe đua, chiếc xe phóng như bay, lao xuống đường dây tàu điện. Cô thuận tay bật chế độ lạng lách đánh võng đến chóng cả mặt, lừa chúng đâm vào tàu điện mà bốc cháy. Khi chạy tới quảng trường thì bị chúng áp sát từ hai bên. Tưởng quả này sơi tái cả nhóm, thì Rachel đánh lái, hất bọn chúng lao vào trụ phân cách, cả đám bay thẳng về đoàn tụ với ông bà. Cuối cùng họ thành công cắt đuôi bọn chúng và chiếc xe dừng lại ở một con ngõ vắng. Các thành viên ngăn Rachel lại và hỏi cô thực sự là ai. Cô thừa nhận mình là thành viên của Charter và đang có ý định tìm Kia. Trong lúc Bailey và Yang kinh ngạc vì Charter là có thật, thì bất ngờ Parker rút súng bắn hai người đồng đội chết ngắt. 9 cơ vẫn rất bình tĩnh vì biết nếu muốn giết cô thì đã bắn cô trước. Hắn ta tiết lộ rằng đã làm việc với Kia 6 năm để tìm kiếm tổ chức Charter. 9 cơ lao vào tấn công, Parker rút dao chém trúng 9 cơ, nhưng nhanh chóng bị cô cướp lại và khống chế. Tuy nhiên lưỡi dao đã tẩm độc, khiến 9 cơ run rẩy và bắt đầu tê liệt toàn thân. Lúc này Parker mới thú nhận rằng trên cáp treo, hắn đã thẩm vấn Malvani về quân cơ, thứ vũ khí ghê gớm làm nên sức mạnh cho Charter. Nó có thể hack vào bất cứ thứ gì, ở bất cứ nơi đâu, tất cả dữ liệu trên toàn thế giới, với hàng ngàn tỷ dữ liệu cùng lúc, và nó chính xác đến nỗi có thể dự đoán được tương lai. Nắm được quân cơ chính là nắm được cả thế giới. Sau khi khai rằng chỉ thành viên Charter mới biết vị trí của quân cơ, Malvani lập tức bị bón hành vào mồm. Trong khi 9 cơ đang dần mất đi ý thức, Parker đã tiêm vào người cô một thiết bị siêu nhỏ. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt. Sau đó 9 cơ được đưa về phòng khám của tổ chức.
Lúc này Jack và Nomad phát hoảng khi phát hiện hệ thống của họ bị xâm nhập trái phép. Một mã độc được đưa vào hệ thống thông qua con chip siêu nhỏ trên người Chín Cơ. Chín Cơ vừa chớm tỉnh táo lại, đã lấy ngay con dao mổ cạnh đấy để khoét thiết bị đó ra và phá hủy ngay lập tức. Hệ thống đã bị xâm nhập 3 phút 45 giây. Quân Cơ được giữ an toàn trên độ cao 26.000 mét bên trong két sắt và vẫn có thể truy cập được, nên bọn họ có vẻ không lo lắng. Chín Cơ đề nghị tạm thời tắt Quân Cơ cho đến khi biết được Kia và Parker có kế hoạch gì. Tuy nhiên cấp trên không đồng ý vì chỉ có Quân Cơ mới có thể đưa giải pháp để giúp họ giải quyết tình huống này. Nomad gọi Chín Cơ ra nói chuyện riêng, bà khiển trách cô vì đã không rời đi theo chỉ dẫn của Quân Cơ, trái lại còn tiết lộ danh tính khiến tổ chức gặp nguy hiểm. Lúc này cô nhận ra tổ chức của mình đã quá phụ thuộc vào siêu máy tính, đến nguyên tắc đạo đức cũng cần phải để một cỗ máy tính toán hộ. Để bảo vệ sự bí mật của tổ chức, Nomad quyết định cho cô tạm dừng hoạt động vì vỏ bọc đã bị lộ. Chín Cơ vứt bỏ tấm thẻ bài Chín Cơ rồi rời khỏi trụ sở. Đang ngồi trên chuyến xe buýt trở về, Kia gọi cho Chín Cơ bằng điện thoại của người khác, chế giễu cô đã bị thua và cô ta là người giỏi hơn. Nhưng rồi Kia bị sốc khi biết được mình gián tiếp khiến hai đặc vụ bị giết. Chín Cơ cảnh báo đây không phải trò chơi và chắc chắn sẽ tìm ra Kia. Kia đang trên chuyến xe cùng Parker, cô chất vấn hắn ta việc giết Yang và Bailey không nằm trong kế hoạch. Nhưng Parker nói rằng Charter sẽ chẳng bận tâm việc đó, nhắc nhở cô muốn thành công thì đừng quan tâm mà làm tốt việc của mình đi. Lúc này bốn quân già Joker Tepic, đại diện cho bốn lãnh đạo cấp cao của tổ chức, cùng tụ họp tại một nhà hát để bàn về việc đã để lọt gã Parker. Theo tình báo điều tra được, vào 2015, Parker đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt một gã thủ lĩnh Chechnya. Tuy nhiên khi đội của Parker đến kho vũ khí, đã bị dính bẫy và toàn bộ bị hành hình, bọn họ tưởng không còn ai để cứu, số vũ khí đó không thể rơi vào tay bọn khủng bố. Nên đã ra lệnh phóng tên lửa cho nổ tung toàn bộ kho vũ khí, sau đó ngụy trang nó thành vụ tấn công của quân khủng bố. Bọn họ không biết rằng Parker vẫn còn sống, từ đó hắn bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt Charter. Sau khi rời khỏi chuyến xe buýt, Chín Cơ đột nhập vào nhà của Bailey, cô vô cùng thương tiếc cho cái chết của anh ta. Dù chỉ quen nhau một năm, nhưng bọn họ đã thực sự như những người bạn. Sau đó cô dùng máy tính của Bailey truy vết ngược lại được địa chỉ IP của Kia. Phát hiện cô ta đang ở sa mạc Tây Phi, nơi mà khí cầu chứa máy tính lượng tử đang lơ lửng 26 km trên quỹ đạo. Parker cùng đồng đội đã thuê một phi công đưa mình lên lấy Quân Cơ. Kia sẽ khiến két sắt hạ xuống độ cao 12.000m, nhưng tất nhiên sẽ bị Charter phát hiện. Bọn họ chỉ có 8 phút để hành động. Chín Cơ lúc này cũng nhờ một anh đồng nghiệp dùng phi cơ đưa mình lên vị trí của khinh khí cầu. Đến khi trụ sở Charter biết được thì đã quá muộn. Parker và Kia đã hạ xuống đỉnh và thâm nhập vào khoang đệm khí. Trong khi tất cả đang tuyệt vọng thì Chín Cơ nhảy khỏi máy bay và lượn xuống. Đồng thời lúc này trực thăng cần hạ độ cao để tránh hỏng động cơ, suýt thì biến Chín Cơ thành bánh mì cắt lát. May mắn cô xoay sở lượn lên và bám vào khung khí cầu. Parker bên trong đã nhìn thấy định rút súng ra tặng kẹo. Tuy nhiên nơi này chứa đầy hydro, chỉ cần một tia lửa là tỏa sáng hào quang rực rỡ ngay lập tức. Cuối cùng Chín Cơ đã thành công vào được bên trong, nhưng bị Parker đánh lén từ phía sau. Cả hai lao vào nhau và không quên trao tặng những lời yêu thương. Kia bên này thành công lấy được Quân Cơ, khiến toàn bộ hệ thống tại Charter tắt ngóm. Quân Cơ giờ đã trong tầm kiểm soát của cô ta. Chín Cơ bị Parker quật ngã, may mắn là chiếc dù của cô mắc vào tấm pin mặt trời. Nhiệm vụ đã xong, Parker cùng Kia rời khỏi khinh khí cầu. Trước khi đi, hắn còn không quên gắn thuốc nổ vào két sắt, sau đó leo lên trực thăng đã chờ sẵn bên trên. Rất may Chín Cơ cũng lao ra trước khi bị bay màu. Khi Parker kích nổ, cô thành công tóm được sợi dây, thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên lúc này Parker đã leo lên máy bay. Trước khi hắn kịp rút súng bắn thì Chín Cơ cắt dây khiến cả hai rơi tự do. Kia không chịu được gia tốc rơi nên đã ngất đi. Chín Cơ tóm lấy Kia giữa không trung rồi kéo bung dù. Cả hai có một pha tiếp đất cồng kềnh vì chiếc dù bị mảnh vỡ đâm thủng. Vừa tỉnh lại Chín Cơ đã bị Kia chĩa súng vào mồm. Tuy Quân Cơ đã bị Parker lấy đi, nhưng Kia đã mã hóa theo sinh trắc học của mình. Tấm chiếu mới chưa tự hào được hai câu đã bị gạt giò trong một nốt nhạc. Giờ mà cô xuống tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên cô không phải người như vậy. Cả hai lang thang giữa sa mạc mênh mông. Lúc này Kia mới tiết lộ mục đích của mình. Tên tỷ phú Kha Che đã đem bố mẹ cô ra làm thí nghiệm. Để che đậy việc đó, hắn đã nhận nuôi cô như thể ban ơn. Cô cần Quân Cơ để có đủ sức mạnh bắt tên tỷ phú phải trả giá. Tuy nhiên cô ta làm mà không nghĩ đến hậu quả là gì. Cả hai đang nói chuyện thì có một chiếc xe chạy tới. Bọn họ nhẹ nhõm khi đó là một người phụ nữ tốt bụng đã cho cả hai đi nhờ. Trên xe, Chín Cơ bí mật gắn thiết bị theo dõi lên người Kia. Tuy nhiên chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Chín Cơ phát hiện ngôi làng mà người phụ nữ đưa họ đến toàn là lính đánh thuê của Parker. Kia ngăn cản Chín Cơ lấy súng và từ chối chạy theo cô, khiến cô chỉ còn cách chạy thục mạng rồi liều mình nhảy xuống biển. Kia lúc này đã được cứu khỏi Chín Cơ, nhưng cô bàng hoàng kinh ngạc khi đồng đội của mình lật lọng không trả thù lao mà còn giết người phụ nữ lái xe. Không lâu sau, Chín Cơ trôi giạt vào một bãi biển. Điệp vụ 6 Cơ được Nomad cử đến đã tìm thấy cô. Sau khi hồi phục, Chín Cơ gửi vị trí của Kia và Parker cho Nomad. Cả tổ chức biết mình đã bị lộ nên chuyển đến một căn cứ mới.
Tuy nhiên, chỉ cần muốn thì quân cơ cũng nhanh chóng tìm ra mà thôi. 6 cơ dùng chiếc máy bay đồng nát đưa 9 cơ đến Iceland, nơi Kia và Parker dùng quân cơ để tìm kiếm bằng chứng tên tỷ phú đã thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo trên người vô tội. Tuy nhiên, khi quyền lực đã vào tay thì Parker bắt đầu lạm dụng. Thông qua máy quay trực tiếp, hắn dễ dàng tìm thấy các quân già của tổ chức Charter. Già Joe đang đi thang máy, thì Parker đã ra lệnh cho người phụ nữ thả thang máy để giết chết cả gia đình bà ấy. Kia chỉ muốn dùng quân cơ để tìm kiếm công lý. Chứng kiến cảnh rơi thang máy kéo theo mạng sống nhiều thường dân, khiến cô cảm thấy mình đã đặt niềm tin nhầm người. Bọn chúng cũng tìm ra vị trí ẩn náu mới của Nomad. Lập tức căn hầm bị đóng chặt và tắt hệ thống thông gió. Trong một giờ tất cả sẽ chết do thiếu oxy. Kia chất vấn hành động giết người của Parker không có trong kế hoạch. Tuy nhiên, hắn quyết tâm sẽ giết hết các thành viên Charter, thậm chí muốn kiểm soát cả thế giới, và nói rằng sẽ tốt hơn khi họ nắm quyền lực. Cùng lúc này, Zatep dẫn theo một đội quân đến vị trí thiết bị định vị của Kia. Tại một trường đại học lớn, 9 cơ cũng đang trên đường đến đó. Nhân cơ hội Parker chuyển sự chú ý, Kia đã bí mật tải lên khóa dự phòng để vô hiệu hóa quân cơ. Cô lập tức gọi thông báo cho 9 cơ biết rằng chỗ cô đang đến chỉ là một cái bẫy, và gửi 9 cơ vị trí thật của mình. 9 cơ quyết định tin tưởng cô ta, dùng bộ đàm báo tin cho toàn đội đột kích. Thế nhưng đã quá muộn, ngay sau khi phát hiện thiết bị định vị, Parker đã cho kích nổ căn phòng, thổi bay một nửa ngôi trường, khiến vô số người dân vô tội bị vạ lây. Đúng lúc này, khóa dự phòng đã tải lên thành công, tạm thời vô hiệu hóa quân cơ. Parker không thấy Kia đâu, biết ngay là cô ta đã giở trò, liền vào phòng máy để tìm người. Nomad cố liên lạc với 9 cơ bằng con máy bàn cổ lỗ sĩ. Cô báo cáo tình hình đã xảy ra và biết rằng đội của Nomad chỉ còn 50 phút trước khi hết dưỡng khí. 9 cơ lập tức phóng xe đến địa điểm mà Kia đã gửi. Giữa đường, cô bị tên tóc trắng bám theo, nhưng rất nhanh chóng 9 cơ cho hắn biết hậu quả của việc dám dây vào dân tổ lái chuyên nghiệp. Cô được tài xế xe tải cho quá giang đến hang ổ của Parker và dễ dàng thâm nhập vào bên trong vì Kia đã đụng tay. Cô men theo lối vào, xử gọn hai tên rồi đi lên tầng tìm nữ hacker. Cùng lúc này, Kia đã bị Parker khống chế và dùng làm con tin để bắt 9 cơ bỏ súng. Cô hỏi hắn mục đích của việc này là gì. Mặc kệ hắn có nói đạo lý gì đi chăng nữa, nhưng vừa có chút quyền lực đã ra tay tàn bạo, thì đó chỉ là những lời biện minh sáo rỗng. Hai cô gái dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Kia vùng vẫy thoát khỏi Parker và xịt nitơ lỏng vào mặt hắn, tạo cơ hội cho 9 cơ tấn công. Tuy cô bị ăn một viên kẹo nhưng sau đó đã tước đi khẩu súng, rồi hùng hổ lao đến cho Parker một cú trời giáng. Thế nhưng hắn ta lật ngược thế cờ, liên tục massage vùng bụng của 9 cơ. Kia đến ngăn cản thì bị tát cho sấp mặt. Sau đó hắn dùng vòi dẫn khí để tấn công và khống chế 9 cơ. Cô nhảy lên đạp cửa kính khiến cả hai nằm lau sàn. Kia nhặt lấy khẩu súng rồi ném cho 9 cơ. Cô bắn hai nhát khiến hắn chỉ kịp ngáp. Hẹn người đẹp kiếp sau gặp lại. Lúc này Nomad và những điệp vụ còn lại đã mất ý thức vì thiếu oxy. Kia và 9 cơ ngay lập tức dùng quân cơ để cứu toàn đội. Vì người đồng đội Bailey của mình, 9 cơ đã mua món quà tặng cho cháu gái của anh. Hy vọng anh sẽ an lòng mà ra đi. Charter cũng hoạt động trở lại và Kia phải ngồi tù vì những tội ác mà cô đã vô tình gây ra. Nhưng cuối cùng, cô được tổ chức trao cho một cơ hội. 9 cơ đưa Kia lá bài tự do Joker. Từ giờ Kia sẽ làm hacker cho tổ chức, còn 9 cơ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Tuy trí tuệ nhân tạo là một công cụ vô cùng tuyệt vời, thế nhưng nó chỉ đến thế thôi. Nếu chỉ chọn cách an toàn nhất thì sẽ không thể làm nên điều phi thường. Máy tính lượng tử là công cụ vô cùng mạnh mẽ, có thể thay đổi cả thế giới. Tùy thuộc vào cách sử dụng mà nó trở thành công cụ hữu ích hoặc biến thành mối đe dọa cho con người. Bộ phim cũng khai thác hiện thực về thế giới hiện nay. Các thuật toán đang thống trị mọi mặt của đời sống. Mỗi cú click chuột hay bất kỳ hành động nào của chúng ta trên không gian mạng đều được phân tích. Có thể nó còn hiểu chúng ta hơn chính bản thân mình. Để thực sự biết bản thân là ai, con người cần lắng nghe chính mình và trải qua nhiều lớp cảm xúc, chứ không phải dựa vào những thuật toán dẫn dắt ta trên mạng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để bọn mình có động lực làm những video tiếp theo. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.